Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Phạm Duy Anh, học sinh lớp 56, trường tiểu học Cao Bá Quát. Hôm nay mình bay đến cho các bạn dự án Đua Thuyền Rồng. Lễ hội đua thuyền rồng Chiến Hồ Tây được tổ chức lần đầu tiên vào 24 tháng 2 năm 2018, tức mồng 8 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội tổ chức trên đoạn đường Thanh Niên từ chùa Trấn Quốc đến vườn Hoa Lý Tự Trọng. Lễ hội này nhằm khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội, từ đó tạo điểm nhấn phát triển các môn thể thao dưới nước. Cuộc đua gồm hai đội, đội thuyền vàng và đội thuyền xanh. Đội thuyền vàng điều khiển bằng phím mũi tên lên xuống để tránh đá hoặc thu thập bóng năng lượng. Đội thuyền xanh điều khiển bằng phím WS để tránh đá hoặc thu thập bóng năng lượng. Sau khi có hiệu lệnh xuất phát, hai đội thuyền sẽ xuất phát với mức năng lượng trung bình, mức 3 vạch. Nếu thuyền chạm đá, pin sẽ giảm một vạch năng lượng. Nếu thu thập được bóng có hình sấm sét, pin sẽ tăng một vạch năng lượng. Đại diện thuyền nào chạm vạch đích màu đỏ trước, đội đó sẽ thắng. Đội thuyền nào có mức năng lượng về không, đội đó sẽ thua. Lỗi của con là cái đại diện của thuyền vàng nó đi hơi nhanh. Với cái đoạn mà con thích nhất là cái đoạn khi nhận go thì nó đi tới điểm 36 đi 28. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dù anh nói thêm một chút nữa đi, ví dụ như là vì sao lại cái nhân vật vàng của con nó lại chạy nhanh như thế nhỉ? Con chuyển qua nhân vật vàng này để cho mọi người nhà Duy Anh có biết không, do ra của Duy Anh là di chuyển âm 7 bước này, âm 6 bước này, thế là con có thể chỉnh lại cái số bước nó nhỏ hơn thì nó sẽ chạy chậm hơn. Con thấy hai cái y chang nhau, một cái chị vàng nó cũng chỉ nhanh thôi. Hai cái y chang nhau mà cái chạy nhanh cái chạy chậm, vậy là cho cái xanh này là chưa chạy được đó. Con xem thử đấy, cái trường hợp mà chạy chậm á, chạy nhanh quá là mình nên để cái di trú lần bước di chuyển này đấy, mình để nó ít lại, ví dụ như là 0.7, 0.6 đấy thì nó sẽ chạy chậm lại cho con. Vậy không? Đấy, đúng rồi, trừ trừ 0.7, trừ 0.6, vì vậy nó đang di chuyển phần ngược lại cho nên mình có dấu trừ ở phía trước thì nó sẽ chạy chậm. Rồi ngoài ra thì Duy Anh thấy là ở trong bài này thì con có những cái phần sáng tạo gì không nhỉ? Con chắc là không. Không hả? Con đã làm được cả cái phần cơ bản là như thế này cũng đã tốt rồi. Được chưa? Rồi có bạn nào nhận xét bài của Duy Anh nào? Có bạn nào nhận xét bài của bạn thế nhỉ? Lúc nãy bạn Đức Duy nào, bạn Đức Duy rất là tích cực. Đưa cô là trường thay nó hiệp bóng xét, với lại là cũng còn thiếu một cái phao ở trên đầu và cái thuyền to quá dễ ăn quá cô ơi. Rồi, cảm ơn Đức Duy nha. Đức Duy đã nhìn ra rất là đúng vấn đề đấy. Thứ nhất là cái pháo ở phía đằng trên thì có thể bạn không không thích thiết kế cái pháo ở đằng trên, chỉ bạn chỉ thiết kế cái pháo ở giữa thôi để ngăn cách giữa hai thuyền thôi nha. Đấy, nhưng mà cái thuyền cũng đúng là hơi to đấy. Duy Anh có thể chỉnh sửa lại cái thuyền cho kích cỡ cái thuyền tầm khoảng nhỏ lại thì mình sẽ nhìn nó hài hòa hơn so với là cái sân khấu của mình. Đúng. Rồi còn bạn nào có thể nhận xét bài của Duy Anh nữa không nhỉ? Còn bạn nào nữa không? Cô gọi thêm một bạn nữa nhé. Ôi Duy Anh lại Đức Duy lại muốn nói tiếp hả? Hay sao?
À, cô mời bạn Cô mà. là cái mà đại diện của thiên vàng là hắn chạy nhanh như cái sóng đó cô. Hình như là con biết là bạn có nhầm cái sóng với lại là cái nó không. Có thể là bạn đang bị lỗi một đâu đâu đó một vài chỗ đó, cho nên là khi bấm ra thì nó là di chuyển nhanh như thế nhá. Nên cái này thì mình có thể sửa được, không vấn đề gì hết đó. Cái này từ từ rồi bạn sẽ sửa được đúng không nhỉ? Sau sau buổi này thì Duy Anh có thể sửa được mà. Rồi còn có bạn khác nhận xét của bài của Duy Anh không nhỉ? Nãy giờ cô thấy một số bạn hơi im im, cô gọi thử nào. Bạn à, bạn bạn nào đây nhỉ? Bạn Nam Bình, con có thể nhận xét bài của bạn này nào. Bài của bạn thuyết trình tốt với cái squat hơi lạ, còn này bạn tốt nhưng mà cái xanh của bạn không hoạt động được, còn cái vàng của bạn thì con nghĩ là phải chia cho bao nhiêu đấy để nó giảm bớt cái tốc độ, hoặc là dùng một cái biến để điều khiển tốc độ, còn lại có thấy bạn làm tốt rồi. À rồi, cảm ơn con nha. Rồi cô mời thêm bạn là Uy Vũ nào, cô thấy Uy Vũ giơ tay nè. Em giờ cô em thấy cái đây em thấy cái sờ em thấy cái sờ lai để di chuyển này nó hơi nhỏ, cái thứ nhất là nó hơi nhỏ, thứ hai là nó cái thuyền này nó bị to quá, vị trí để di chuyển cũng không có nên là dễ bị dính vào đá, hoặc là dễ bị dính vào đá hoặc là dính năng lượng Rồi, tức thì là bạn sẽ không thể kiểm soát được. Theo em là bạn nên mở rộng cái phần nền đua lên đây và sau đó chuyển cái này xuống giữa. À, tức là bạn phân bổ về phần sân khấu là nó chưa được đồng đều, làm cho con thuyền nó khó di chuyển đúng không? Vâng. Đấy. Rồi cái Em phần không biết là bạn làm cách nào nhưng mà bạn lại có thể chặn được cái thuyền này trong khi ở đây không có phao ạ. đấy là, tức là cái pháo thì bạn chỉ thiết kế một đường ở giữa thôi đấy, còn hai đường Nhưng mà hai em không hiểu tại sao nó vẫn chặn được cái thuyền ạ. đấy, cái gì chặn cái thuyền con. Cái thuyền này khi mà đi lên trên này thì nó vẫn bị đây đây, khi mà cái thuyền này di chuyển lên đây thì nó vẫn bị di chuyển xuống mặc dù ở đây không có phao nào. À, cũng có nghĩa là bạn bạn đã lập trình cho nhân vật như thế nào. Có thể là khi lập trình á, là bạn không có lập trình cho cái việc mà chàng vô pháo đúng không đó, thuyền cũng thể di chuyển được nhưng mà không có câu lệnh là nếu như mà chàng pháo thì sẽ hất trở lại đấy, sẽ không có đi được qua cái pháo đấy. Rồi không sao. À, những cái chỗ nào vì thế này nhá, ở trong một bài á, thì có thể là có nhiều bạn á thì cũng đã làm hoàn thiện đấy, cũng có một số bạn á thì làm mà vẫn chưa được hoàn thiện lắm, cũng không vấn đề gì hết vì cô nói rồi, trong lập trình việc sai nhá nhá, việc việc mà mình làm đang bị lỗi á, đấy là việc vấn đề bình thường, không có vấn đề gì cả. Khi nào có thời gian mình sẽ chỉnh sửa cho nó tốt hơn đúng nhỉ. Cho nên là các bạn không phải lo ngại gì về cái việc mà bài của mình đang bị lỗi hay là bài của mình chưa hoàn thiện nhá. Đấy, cô đánh giá cao về sự cố gắng của các bạn trong quá trình các bạn học này. Đấy, các bạn chú ý lắng nghe cô giảng này.
Rồi là các bạn đã chăm chú để làm bài, đã cố gắng hết sức để làm bài nhưng mà nó vẫn hơi bị lỗi một số chỗ, cũng không có vấn đề gì cả nhá. Và hôm nay á, thì cô thấy là Duy Anh trong quá trình học á, Duy Anh cũng rất là cẩn thận này, rất là tỉ mỉ này đấy, cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà khi lập trình thì nó cũng đang bị lỗi một chút nhá, cũng không vấn đề gì hết. Việc lỗi ở trong lập trình là chuyện bình thường nha các bạn nhé. Đấy, đó, khi nào mình có thời gian, có thể là do thời gian là các bạn học ở trên trường đó, rất là nhiều bài tập nên là mình chưa có thời gian để mình chăm chút cái dự án của mình thật là hoàn thiện, thật là tốt. Đấy, nhưng mà về các phần cơ bản á, là cô thấy Duy Anh cũng đã lập trình được các cái phần cơ bản rồi nha. Đấy, phần cơ bản là bạn đã làm được đầy đủ rồi đấy. Rồi là bạn là tuy đấy cái phần một một số lỗi thì cũng không vấn đề bây giờ á, để có thời gian là bạn cũng sẽ chỉnh sửa được hết. Đó, được không nhỉ? Và ngày hôm nay là cái phần thuyết trình của Duy Anh á, thì Duy Anh cũng nói to rõ ràng ở phần khúc đầu nhưng mà phần khúc sau thì cô thấy là Duy Anh nói hơi ít một chút nha. Đấy, lần sau thì rút kinh nghiệm, các bạn sẽ giới thiệu nhiều hơn một chút nữa về phần dự án của mình. Mình có thể là phần này mình đang bị lỗi thì mình có thể không giới thiệu phần lỗi, mình sẽ giới thiệu cho những cái phần mà mình đã làm được này, mình đã lập trình cho được nhân vật giới thiệu này, lập trình được cho đá này, bóng bóng năng lượng này, rồi là lập trình cho thuyền đang chèo được này, rồi nhân vật gấu này và nhân vật pin năng lượng đã thay đổi được cái trang phục này. Đấy, các bạn làm được rất là nhiều thứ. Đó, chỉ có một vài lỗi nhỏ thôi thì đã làm cho các bạn thấy là hơi run một chút đúng không nhỉ? Đó, không sao hết nha, những bạn nào mà bài của các bạn đang bị lỗi một chút không sao, có thời gian là cô tin là các bạn đã biết cách làm này và có thể sửa được cái lỗi đấy. Đó. Và hơn nữa là bài của chúng ta là cũng là mình sẽ làm mà mình học theo sách mà. Đấy, mình thấy chỗ nào mà mình chưa hiểu, mình chưa làm thì mình có thể dở sách ra để mình sửa lại ở chỗ cái khúc đấy. Được nha. Đấy, rồi, bài của Duy Anh để hôm nay là cũng là rất là tốt rồi Duy Anh nhé. Mình cũng không phải là lo lắng gì hết vì bài của mình thế này thế kia hết. Đấy, cô đánh giá sự cố gắng, quá trình cố gắng nỗ lực của các bạn trong quá trình học nhé. Còn cái phần dự án có thể là mình đang bận rộn ở cái việc ở trên trường, mình chưa có thời gian để hoàn thiện được cái bài này, thì sau buổi học này hoặc là mà ngày mai ngày kia mình rảnh mình lại ngồi làm tiếp được không nhỉ? Rồi ok, phần thuyết trình của con bạn nào có ý kiến góp ý cho bạn Duy Anh được không nhỉ? Rồi nếu như mà không còn bạn nào còn góp ý nữa thì mình Duy Anh sẽ kết thúc phần trình bày của mình ở đây nhé.